lên chậu này. Con này thì tán bé hơn, nó là hàng lên chậu, cao cũng tầm 2m7, 3m, cả chậu 2m7, gốc thì cũng thế, gốc cũng tầm 6-7 phân, 18, tầm 21, 2, 4, 6, 7, 2, đây, tuổi 6-7 phân, 6-7 phân, bán cam đền bù cho nhìn rõ lắm, 7 phân, 2, 4, 6, 8, 10, thoát tầm 1m1. Chậu này chậu 8 mấy ấy. Quên mẹ đéo mua thước. Còn các cái loại cây như thế này là đấy rồi đây này. Tin tin này nó đã cao hơn 2 mét rồi này. Con này gốc chỉ được, nhưng mà bọn hàng này về rẻ tiền thì bán gì nẻ. Chẳng nhẽ bán cái hàng này cũng bằng cái hàng to. Còn cây này thì hơi xấu, cây kia xấu hơn. Úi giời ơi. Bằng lăng. Đãi đi. Này thì tán nó bé hơn. Nó hơi khủ khoảng. Đấy. Gốc này thì alo xô lắm. Về nhà. Gốc con này cũng 9 phân. Gốc thì 9 phân. Thân con này được 17 phân. Vanh 17. Tầm 5 phân, hơn 5 phân. 2, 4, 6, 8, 10. Thân mét, con này phải dựng lên. Gốc nó hơi khủ khoảng. Sắp đến lại với mùa hoa hồng. Đủ.